Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị mẫu công trình của gia đình nhà anh Bàn có địa chỉ tại Lạng Sơn. Đây là một mẫu công trình nhà vườn mái Nhật 2 tầng thiết kế theo phong cách hiện đại. Và trước khi đi vào chi tiết về công trình này, xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu đôi nét về Mark Home. Quý vị thân mến, Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Hiện tại thì quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home và trên kênh này của chúng tôi sẽ đăng tải rất là nhiều những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế cũng như là những mẫu công trình này thiết kế và thi công trọn gói để quý vị có thể tham khảo. Và ngoài ra thì quý vị nếu muốn tìm hiểu thêm về Mark Home thì quý vị có thể truy cập vào trang web với tên miền là thiết kế thi công trọn gói.com. Ở trên trang này của chúng tôi thì sẽ đăng tải rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi hấp dẫn được cập nhật thường xuyên. Và trên trang website của chúng tôi thì còn có up lên tất cả những mẫu nhà đẹp do Mark Home thiết kế này. Ngoài ra thì đây cũng có thêm rất là nhiều những cái công trình đẹp, những công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi. Đây, để quý vị có thể là trực tiếp ngắm nhìn và trải nghiệm. Và đây chúng tôi cũng có đăng tải tất cả những giá thành này rất là công khai và minh bạch được cập nhật thường xuyên để quý vị có thể là dự toán được những cái kinh phí mà mình cần đầu tư cho công trình. Trên trang này của chúng tôi thì còn có một chuyên mục về nội thất nữa. Mark Home của chúng tôi thì cũng thiết kế và thi công trọn gói về nội thất này, có một xưởng sản xuất nội thất riêng để đảm bảo mang tới cho quý vị khách hàng một cái mức giá chiết khấu ưu đãi nhất. Ở dưới này thì sẽ là toàn bộ này những cái hệ thống trụ sở showroom của chúng tôi. Và công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home thì chúng tôi quý vị có thể là gọi điện này thông qua số hotline là 0964458888 hoặc là 0828133333. Và ở đây tất cả hệ thống chi nhánh này từ miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home 180 Vạn Phúc, Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Ở miền Nam là tòa nhà Mark Home Building 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình. Ở Tây Nguyên là số 34 quốc lộ 14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Tại Bình Dương thì sẽ là 578H/8 tổ 6, ấp Phú Nhuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Còn hiện tại chúng tôi cũng đang triển khai thêm một số những trụ sở Mark Home tại miền Tây nữa. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ còn có thêm một trang web khác với tên miền là markhomegroup.vn. Ở trên trang này là chúng tôi có đăng tải cũng khá là nhiều những cái chương trình của chúng tôi đang diễn ra trong thời gian này. Đây, thiết kế thi công trọn gói này và tư vấn về phong thủy, sản xuất phân phối vật liệu xây dựng. Ở trên trang này của chúng tôi thì đây có phân phối rất là nhiều này những cái vật liệu độc quyền của Mark Home. Và hiện tại thì Mark Home của chúng tôi đang tung ra thị trường rất là nhiều những cái dòng vật liệu độc quyền này, như là sơn Mark Home này, bột bả chống thấm này, rồi là các công nghệ như là sàn gỗ này, sàn hợp không dầm. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang là một trong những đơn vị duy nhất tự chủ động sản xuất nguyên vật tư vật liệu và nhập các vật tư vật liệu mang thương hiệu Mark Home. Điều này thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về cái nguyên vật tư vật liệu chính hãng. Tiếp theo là giá thành cạnh tranh và thứ ba là chính là thời gian bảo hành bảo trì dài hạn. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang có chi nhánh rộng khắp cả nước, hệ sinh thái trọn gói ngành xây dựng này, tiêu chuẩn chất lượng ở châu Âu. Và ngoài ra thì Mark Home của chúng tôi còn có triển khai về gói phong thủy, tư vấn thiết kế theo phong thủy này, như là tư vấn về phong thủy chuyên sâu này, phong thủy theo tuổi này, dịch vụ phong thủy hay là thước lỗ ban. Và bên tôi thì có rất là nhiều những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng này, có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà xây dựng thiết kế nhà ở để đảm bảo cho quý vị khách hàng không những có một công trình đầy đủ với công năng sử dụng mà vẫn phải đảm bảo về mặt phong thủy. Trên trang này của chúng tôi thì cũng có đăng tải cũng khá là nhiều những cái mẫu nhà, mẫu công trình mà chúng tôi đã thiết kế trong thời gian vừa qua với những mức chi phí rất là phù hợp. Đây là thiết kế nhà vườn này, khu vực nhà cấp 4 này, nhà hiện đại, nhà ống đẹp hay là cả thiết kế biệt thự. Và ngoài ra thì ở dưới thì cũng có một số những cái công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi đã cũng có đăng tải này, tất cả này những cái giá thành này minh bạch cho từng cái ngôi nhà một để quý vị có thể tham khảo nhé. Đây là gói thi công nội thất với xưởng sản xuất giá tận gốc. Đây là những cái đánh giá của khách hàng về Mark Home thời gian vừa qua. Và nếu như quý vị nào mà đang có ý định chuẩn bị xây dựng nhà thì có thể là vào trong web của Mark Home chúng tôi tờ xuống mục kinh nghiệm làm nhà để tham khảo một số những kinh nghiệm để chuẩn bị cho các công cuộc làm nhà sắp tới. Ngoài hệ thống kênh YouTube này cũng như là các trang website thì chúng tôi sẽ còn có thêm một cái trang fanpage trên Facebook. Ở đây thì sẽ có tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở trên trang này của chúng tôi thì cũng đăng tải cũng khá là nhiều những cái chương trình ưu đãi khuyến mại. Và nhân dịp 2024 thì chúng tôi đang có rất là nhiều những cái chương trình với quà tặng trị giá rất là hấp dẫn, sale off khoảng tầm 40% cho 200 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng thiết kế. Thời gian thì sẽ là từ ngày 23 tháng 11 2023 đến ngày 23 tháng 2 2024. Khi mà khách hàng mà đăng ký hợp đồng cùng thiết kế của Mark Home thì sẽ có cơ hội nhận được những quà tặng sau, như là tặng một gương LED Mark Home cao cấp này, tặng một bộ lịch Tết này,
tặng 10 bộ đèn downlight thương hiệu Mac Home hay là giảm 40% khi mua thiết bị vệ sinh thương hiệu Mac Home. Và đây quý vị có thể thấy chúng tôi có đăng tải này, cập nhật rất là thường xuyên nhé. Hàng ngày, hàng giờ luôn luôn có những bài viết mới để cho quý vị có thể tham khảo. Và đó là toàn bộ thông tin về Mac Home. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, hãy vui lòng liên hệ tại các số hotline 096 445 8888 hoặc 092 40 99999 hay 08281 33333. Quý vị thân mến, và quay trở lại với công trình của gia đình nhà anh Bàn ngày hôm nay. Đây là một công trình mà được thiết kế theo phong cách hiện đại. Và quý vị có thể nhìn thấy thì phong cách hiện đại nó thể hiện ngay ở cái nhìn đầu tiên từ hệ thống cổng và tường bao kết hợp với những hệ thống cột trụ cổng cũng vô cùng lớn và vuông vức. Và bên trên này có một hệ thống mái giống hệt màu mái ngói ở bên trong căn nhà chính của chúng ta để giúp cho ngôi nhà của chúng ta thêm nổi bật và ấn tượng hơn. Công trình chính này của chúng ta khi mà quý vị nhìn thấy này, được cái màu sắc của nó pha trộn thì vô cùng hài hòa với lại cái gam màu trắng và xanh làm chủ đạo. Ngoài ra thì để tạo điểm nhấn cho công trình thì ở phần dưới của mái này hay là một số đường kẻ chỉ âm tường thì sẽ có được sơn màu nâu như quý vị, để giúp cho công trình của chúng ta nó thêm cái phần nó vẻ đẹp hơn. Và nhắc về phong cách hiện đại chắc là quý vị đã quá quen thuộc rồi. Phong cách hiện đại là một cái phong cách mà được rất là nhiều giới trẻ yêu thích hiện nay bởi cái sự đơn giản nhưng mà lại toát lên được cái vẻ đẹp tinh tế của nó, bằng cách là ở trên tất cả các diện tường và hệ cột thì không có đắp vẽ bất kỳ một phào chỉ hay họa tiết hoa văn gì cả. Đơn giản chỉ là những mảng tường được sơn màu hay là những phần tường được ốp gạch mà thôi nha quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào chi tiết về công trình này nhé. Cái công trình của chúng ta ấy, được sử dụng với hệ thống là bậc ngũ cấp đi lên bao gồm 5 bậc, làm cho công trình trở nên cao ráo hơn và vì thế hơn. Đặc biệt thì sau này cái phần đường phía ngoài có bị tôn cao lên thì cũng sẽ không làm cho công trình của chúng ta trở nên quá thấp hơn sói mặt đường. Và với ở công trình này một công trình mà khi mà càng cao thì lại càng đẹp nha quý vị. Nó sẽ giúp cân đối giữa phần đế, phần thân và phần mái. Và còn biểu trưng cho về thuyết ngũ hành như kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, rất là tốt về phong thủy. Đây là một công trình nhà vườn nên chúng tôi luôn luôn ưu tiên đưa yếu tố tự nhiên từ phía bên ngoài vào. Thì có thể thấy là ở ngay phía trước công trình thì có thêm một khu vực bồn hoa nữa. Bồn hoa thì sẽ làm tăng thêm cái vẻ đẹp cho ngôi nhà này, giúp ngôi nhà thêm hòa nhập với thiên nhiên. Tuy vậy thì bồn hoa lại nằm ở ngay vị trí phía bên ngoài, là cái nơi mà phải tiếp xúc trực tiếp với các điều kiện thời tiết như nắng mưa thất thường. Đồng thời thì các vật liệu như đất cát nước tồn đọng khá lâu ngày. Chính vì thế mà nó thường xuyên xảy ra cái tình trạng như là mục này, nứt nẻ, thẩm thấm cho khu vực bồn hoa. Chính vì vậy mà cái yếu tố xử lý chống thấm cho bồn hoa nhé, trong quá trình xây dựng thì đây là một việc làm vô cùng cần thiết. Và toàn bộ phần chân đế công trình thì sẽ được ốp bằng chất liệu là đá trẻ, giúp bảo vệ cho các phần này của chúng ta khỏi hiện trạng như là rêu mốc hay nứt vỡ. Và công trình thì được sử dụng này, cái hệ thống cột trụ vô cùng lớn như quý vị, hai bên này. Rồi phần phía dưới chân cột thì sẽ được ốp bằng chất liệu là gạch giả đá này để tạo điểm nhấn cho công trình thêm cái phần khỏe khoắn hơn. Rồi là có thêm những cái đường kẻ chiếm tường màu nâu trong căn nhà nữa, giúp cho công trình của chúng ta trở nên vô cùng nổi bật. Và hệ thống cửa chính của công trình này được sử dụng bằng chất liệu là thép giả vân gỗ. Đây là một cái loại vật liệu rất là mới và hiện nay thì được rất nhiều người yêu thích và lựa chọn. Bởi vì cái loại vật liệu này nó sẽ khắc phục được tất cả mọi nhược điểm của gỗ tự nhiên. Ví dụ như chống mối mọt này, chống cong vênh, chống bo ngót này. Và đặc biệt là thì cái thao tác khi mà chúng ta mở ra và đóng vào thì nó vô cùng nhẹ nhàng, rất là dễ trong quá trình thi công. Giá thành thì lại vô cùng rẻ và hợp lý nữa nên là được rất nhiều người yêu thích. Còn toàn bộ này, hệ thống cửa sổ, cửa phụ và cửa đi của công trình đều được sử dụng bằng chất liệu là cửa khung nhôm và kính. Nói về cửa khung nhôm và kính thì chúng ta cần phải lưu ý ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên thì đó chính là cái phần khung nhôm bảo vệ ở phía bên ngoài. Có rất là nhiều chất liệu và độ dày khác nhau, ví dụ nhôm sinh pha, nhôm Việt Pháp, nhôm PMA, nhôm hệ 45, hệ 55. Cái thứ hai đó chính là phần kính, bao gồm là kính cường lực, kính hai lớp và kính phản quang. Và cái thứ ba thì đó chính là cái phần phụ kiện, bao gồm là hệ thống tay nắm cửa này, bản lề này hay là keo liên kết. Và tùy vào thực tâm tài chính của mỗi gia đình mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại vật liệu khác nhau để đảm bảo được kết cấu. Và nhìn vào cái góc bên này thì ta sẽ thấy được rằng là ngôi nhà của chúng ta thì sẽ có hai lối tiếp cận. Một lối là sẽ vào khu vực sảnh chính này, còn một lối là khu vực sảnh phụ ở ngay phía bên hông nhà nha quý vị. Và công trình này thì ngay ở phía bên hông thì cũng được này trang trí cũng rất là đẹp, từng những cái màu sơn rất là nổi bật. Và nhìn góc nào cũng đều vô cùng đẹp nha quý vị. Đây là phía mặt sau của công trình, mặt sau thì cũng có những đường sơn kẻ chỉ này, kết hợp cùng với lại màu trắng này, với phía chân công trình đây, rất là bảo vệ nha, cho cái phần này. Đây là phối cảnh của nhà lúc về đêm này, thì thấy được rằng là trên tất cả các diện tường, hệ cột thì đều có những hệ thống đèn dọi để chiếu sáng, cho ngôi nhà thêm nổi bật và lung linh hơn. Còn công trình của chúng ta thì sẽ được sử dụng hệ thống đó chính là mái Nhật,
Máy Nhật thì hay còn có tên gọi khác là máy lùn, một cái loại máy mà được xuất phát từ đất nước mặt trời mọc, đất nước Nhật Bản. Máy Nhật thì nó có ưu điểm là chính là nó sẽ có một cái độ dốc vừa phải, khoảng tầm 40 độ. Sau đó thì cái trần chân máy sẽ mở rộng theo các hướng khác nhau, giúp chắn nắng che mưa vô cùng tốt. Bên cạnh đó thì nó còn có ưu điểm là nó mát mẻ về mùa hè và ấm áp về mùa đông, nên được rất nhiều người yêu thích. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phần bóc mái này. Phần bóc mái hay còn gọi là phần mặt bằng bóc tách mái, cho chúng ta thấy được toàn bộ không gian công năng bên trong của một ngôi nhà, rồi cách bố trí sắp đặt nội thất ra sao, sử dụng những cái vật liệu như thế nào. Và toàn bộ phần bóc mái này thì đều được các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế hoàn toàn miễn phí và sẽ đi kèm với lại bộ hồ sơ thiết kế nhà nha quý vị. Đầu tiên này, từ khu vực sảnh chính bước vào thì sẽ là một không gian phòng khách, có một bộ bàn ghế sofa. Bên này sẽ là một cái kệ tivi kết hợp vách ngăn để ngăn cách khu vực phòng khách phía ngoài phòng ăn với bên trong. Tầng 1 thì cũng có một phòng ngủ nằm ngay vị trí phía bên này. Rồi là đây sẽ là khu vực phòng bếp này, phòng ăn này. Đây, khu vực bên này để phòng ăn nha quý vị. Một bộ bàn ăn dành cho 6 người. Từ đây thì có một cái lối ra khu vực sảnh phụ. Còn bên này thì sẽ là cái khu vực phòng bếp của chúng ta. Phòng bếp ở đây nha, cũng được thiết kế theo hình chữ L. Rồi là bên này sẽ là khu vực nhà vệ sinh. Còn đây thì chính là cái không gian trên tầng 2. Từ cầu thang bước lên thì đây sẽ là không gian phòng thờ này. Khu vực thờ cúng đặt ở nơi cao nhất, hướng thẳng ra phía mặt tiền, giúp đón được nhiều tài lộc của vượng khí. Và bên trên khu vực tầng 2 thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ tất cả nha quý vị. Và 3 phòng ngủ này thì đều là những cái phòng ngủ thường. Và phòng ngủ nào thì cũng đều có rất là đầy đủ này, từ hệ thống giường ngủ này, tắp đầu giường này, về bàn làm việc hay là tủ quần áo này. Và trong tất cả các phòng của chúng ta thì phòng nào cũng đều có những ô cửa sổ thoáng để lấy ánh sáng tự nhiên và điều hòa không khí cho gian phòng. Và khi chúng ta ở trong gian phòng đó thì sẽ không có cảm giác bí bách hay là chật trội. Và ngay phía sau khu ngôi nhà của chúng ta thôi thì một bên này sẽ là khu vực sân phơi này, còn bên này thì sẽ là cái không gian nhà vệ sinh chung nhé. Tiếp theo thì còn đây thì sẽ là cái ảnh hiện trạng thực tế công trình. Công trình này đã quá cũ rồi và xuống cấp rồi, nên là việc mà chúng ta cần phải lưu ý là xây dựng công trình mới. Đây là một việc là vô cùng cần thiết nha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào chi tiết về bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình này. Công trình với chủ đầu tư là anh Nông Văn Bàn, địa điểm tại Hợp Tiến, Chi Lăng, Lạng Sơn. Đây thì sẽ là mặt bằng hiện trạng, cho chúng ta thấy là tổng diện tích đất của khuôn viên công trình này là rơi vào 160m2, sẽ rất dễ để chúng tôi bố trí công năng phù hợp. Tôi sẽ đẩy lùi công trình ở phía sau này, phía trước để thêm một khoảng sân cũng khá là rộng nữa để chúng ta có thể được bố trí khu vực vui chơi sinh hoạt cũng như là nơi để xe. Nhìn vào phần mặt bằng bát trạch, gia chủ chúng ta sinh năm 1987. Các hướng tốt hợp với gia chủ thì sẽ là hướng nam thiên y thiên thời che chở, hướng đông phúc đức và sự ổn định, hướng bắc sinh khí phúc lộc vận toàn, hướng đông nam phục vị được sự giúp đỡ. Như vậy thì khi mà chúng ta biết được những cái hướng tốt hợp với gia chủ thì sẽ dùng để đặt hướng nhà này, hướng bếp, hướng ban thờ. Còn lại những hướng xấu sẽ dùng để đặt nhà vệ sinh hay nhà kho. Còn đây thì sẽ là cái phần mặt bằng nội thất, hay là còn gọi là phần mặt bằng công năng của công trình đó quý vị. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải chú ý về cái thông số kỹ thuật ở công trình này. Công trình thì có chiều ngang mặt trước là 7,8m, còn chiều sâu thì sẽ rơi vào khoảng tầm ở đây là 13,2m nha quý vị. Như vậy chúng ta sẽ có tổng diện tích cho cả hai sàn, tầng 1, tầng 2 rơi vào khoảng tầm là hơn 200m2 ạ. Và với cái diện tích như thế này thì cũng rất là dễ chúng ta có thể bố trí công năng rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ có này, từ khu vực sảnh bước vào thì sẽ một phòng khách rộng 26,5m2. Phòng ngủ 1 nằm ngay vị trí phía bên này là 13m2. Phòng bếp là 12m2, phòng ăn là 14,5m2. Rồi nhà vệ sinh chung ở đây thì sẽ là 4,5m2 nha quý vị. Còn đây sẽ có một sân ướt ra phía ngoài này. Bước lên không gian tầng 2 thì chúng ta sẽ có này, trên này thì sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ tất cả. Trong đó thì phòng ngủ số 2 là 13m2, phòng ngủ số 3 là 12m2 và phòng ngủ số 4 là 13,3m2 nha quý vị. Cũng như là có một phòng thờ rộng 11m2. Và phía cuối công trình của chúng ta thì cũng sẽ có một bên là giặt phơi này, rộng 4,5m2 này, và một bên là khu vực nhà vệ sinh cũng rộng 4,5m2 nha quý vị. Đây là trong cái bộ hồ sơ của chúng ta đây. Khi mà chúng ta nhìn vào phần mặt đứng thì có thể thấy được rằng là cái tổng chiều cao của ngôi nhà này tính từ cốt sân lên đến khu vực đỉnh mái là 10,8m. Trong khi đó thì chiều cao của hệ thống bậc ngũ cấp đi lên là 750mm. Chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,9m. Chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m. Và chiều cao phần mái thì sẽ là 2,5m nha quý vị. Tiếp theo là khu vực mặt cắt, cho chúng ta thấy được toàn bộ không gian bên trong của một ngôi nhà mà nó cắt qua, bao gồm chiều cao của hệ thống cửa chính này, cửa phụ, cửa sổ này, độ dài của tường dầm sàn này, khu vực nào cần phải hạ cốt này, khu vực nào cần phải nâng cốt,
khu vực nào cần phải đổ bê tông để có một công trình vững chắc và bền bỉ với thời gian. Rồi là chi tiết cầu thang, này, lan can tay vịn, trụ gỗ, rồi là mặt bằng bố trí cửa. Còn đây thì sẽ là hệ thống cửa chính của chúng ta. Cửa chính được sử dụng chất liệu là cửa thép vân gỗ, kính an toàn 8.38. Kích thước đây thì sẽ là 27 x 27 nha quý vị. Còn toàn bộ cửa đi này, cửa sổ được sử dụng cửa nhôm hệ kết hợp cùng với kính. Tiếp theo là phần mặt bằng lát sàn, cho chúng ta thấy được rằng là bên trong căn nhà này, khu vực nào nên sử dụng loại gạch nào, khu vực nào cần phải cắt gạch để tránh hiện trạng là thợ cắt gạch quá nhiều, cắt gạch tràn lan gây tốn kém cho chủ đầu tư. Tiếp theo sẽ là phần mặt bằng bố trí trần và đèn. Sang đến bộ hồ sơ kết cấu, ta thấy được rằng là ở căn nhà này được sử dụng là móng băng bê tông cốt thép. Giải pháp kết cấu phần thân là hệ khung dầm bê tông cốt thép. Kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối. Và trong bộ hồ sơ này của chúng tôi thì rất là rõ này, từng những chi tiết về cốt thép này, chỉ dẫn chung lối cốt thép và dầm sàn, mặt bằng móng này, mặt bằng định vị của cột này, mặt bằng sàn nền này, rồi là mặt cắt qua cột, rồi là chi tiết của cột, hay là bảng thống kê cốt thép cho từng phần nhằm định lượng số lượng cốt thép cần sử dụng cho toàn bộ công trình, tránh phát sinh hay dư thừa số lượng cốt thép gây tốn kém cho chủ đầu tư. Tiếp theo là về phần hồ sơ điện nước. Trong phần điện nước này thì cũng rất là đầy đủ, từ mặt bằng chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng bố trí camera, mặt bằng chống sét mái, mặt bằng chống sét tiếp điện, rồi là sơ đồ nguyên lý cấp điện, hay là bảng thống kê và tư thiết bị điện. Còn về phần nước thì sẽ có mặt bằng cấp nước này, mặt bằng thoát nước này, rồi là sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước đấy, cũng như là bảng thống kê và tư thiết bị nước. Và có thể thấy được rằng là cái bộ hồ sơ điện nước này thì đây là một phần vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong bộ hồ sơ thiết kế nhà nha quý vị. Còn đây thì sẽ là cái phần dự toán của công trình. Và khi nhìn vào đây chúng ta có thể thấy được rằng là toàn bộ những cái vật liệu được sử dụng cho công trình này, ví dụ như là sắt loại gì này, thép loại gì này, xi loại gì này, tất cả đều thể hiện rất là rõ nét đây rồi, gạch ngói loại gì đều có này, từng cái đơn vị khối lượng, giá đơn giá và thành tiền hãy rất là công khai và minh bạch để quý vị có thể nắm được toàn bộ kinh phí mà mình cần đầu tư, theo dõi được tiến độ thi công cụ thể, phân tích được chủng loại khối lượng các hạng mục để tránh phát sinh chi phí. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà anh Bàn có địa chỉ tại Lạng Sơn. Đây là một mẫu công trình nhà vườn mái Nhật 2 tầng thiết kế theo phong cách hiện đại. Và nếu như quý vị nào yêu thích các thiết kế của Mark Home hoặc muốn Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, có thể liên hệ ngay từ các số hotline để nhận tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.